Thiện đã có thông tin là bên Trung Quốc á, họ báo qua là con Hu Thái 543 này đã có đơn vị đặt làm nhái rồi nha anh em. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nha. Thì chúc mừng anh em, Thiện đang có con Hu Thái 553 piston 45.5mm anh em. Con này thì Thiện chốt cho anh Minh ở Cư Mờ Nga Đắk Lắk nha. Và cái câu chuyện về con máy này thì cũng rất là vui anh em. Anh khách này thì anh cũng hỏi Thiện cũng 2-3 ngày nay rồi, và anh đang lăng tăng giữa con Hu Thái 553 và con Hu Thái Lan 553 anh em. Anh cứ lăn tăn, bởi vì thêm có vài trăm nghìn mà linh kiện tốt hơn thì anh sẵn sàng bỏ ra để mua con Hu Thái Lan. Thì anh xem video của bên Thiện thì bên Thiện cũng đã rẻ máy rồi, thì hai con nó giống y xì nhau thôi anh em. Nếu anh em nào đã xem chưa xem thì Thiện để cái link bên dưới anh em xem nhé. Thiện cũng đã rẻ máy rồi ha. Thì anh khách này anh cứ lăn tăn mãi, thì tối hôm qua anh mới xem video đó, thì anh sáng nay anh chụp hình anh gửi qua Thiện, thì anh nhắn tin với Thiện là như vậy. Thiện sẽ để bên này để anh em mình xem nha. Anh ơi, con Hu Thái 553 yếu hơn Hu Thái Lan 553 hả anh? Thấy video anh rẽ máy đinh kiện giống như nhau mà anh kia phát, anh kia cắt thử cước của Hu Thái Lan mòn nhiều hơn con Hu Thái. Thì Thiện có trẻ ơi, ảnh là đúng á, nếu anh em xem thì đúng là con video đó người ta test á, thì con Hu Thái Lan cái cước nó mòn nhiều hơn con Hu Thái anh em. Nhưng mà anh em để ý thì anh em sẽ thấy là một máy họ phát sát đất ha, cái máy Hu Thái Lan á, thì họ sẽ để ổ cước là sát đất, là ma sát chắc chắn nó nhiều hơn. Còn con Hu Thái thì họ phát để cao hơn anh em ha, thì cái cước của con Hu Thái nó sẽ ăn vào cây thôi, nó không ăn vào đất, nên cái ma sát ít hơn, là cái nó mòn cước ít hơn là điều bình thường anh em. Nên thì mới nhắc ảnh là một máy họ phát sát đất, một máy phát trên ngọn cây, thì cước của con phát sát đất nó mòn nhiều hơn là đúng rồi, đúng không? Thì ảnh mới kêu là ừ nhỉ, anh nói mới để ý ha. Thì anh em xem thì anh em sẽ thấy để ý được đúng không? Và thì cũng nói ảnh là Thiện đã có video rẽ máy rồi ha, anh em cứ xem rất là rõ ràng nha. Còn những nơi khác thì họ dìm hàng như thế nào thì đó là việc của họ thôi anh em. Bởi vì giờ hai con nó giống nhau, linh kiện xài piston NI, YNG 848 rồi lóc rồi bạc đạn NSK, chế và khí web pro mã như nhau luôn. Mà giờ một con họ bán trên lệch nhau tới vài trăm nghìn thì họ không nói khác thì sao họ bán hàng được nha anh em. Nên anh em xem thấy những cái nơi mà họ nó khác đó, họ đã có đem video rẽ máy cho anh em xem đâu. Lúc nào họ cũng kêu là lý do này lý do nọ và không rẽ máy ra anh em. Bởi vì rẽ ra thì hai con y thì nhau, thì anh em mua con rẻ tội gì anh em như anh khách này đúng không? Anh cũng nói thiệt luôn ha. Ok, chốt em con Hu Thái 553. Tội gì phải mua con vài hơn mắc hơn vài xị. Thì đó là câu chuyện về con này nha, anh Minh ở Cư Mờ Nga Đắk Lắk. Thì về con Hu Thái 553 này á, với con Hu Thái Lan 553 thì hai con Thiện cũng đã có video rẽ máy rồi, giống hay khác thì anh em xem để anh em biết thôi nha. Còn về sức mạnh như anh kia ảnh test á, mà nói test một hồi xong rồi anh kêu con Hu Thái này yếu hơn Hu Thái Lan á, thì quan điểm đó thì thấy nó không có đúng lắm anh em. Bởi vì cho anh em cầm hai con máy, một con máy Kawasaki Tojima chính hãng và một con máy Kawasaki Tojima hàng nhái, chỉ có hơn 2 triệu thôi, và con Tojima chính hãng là hơn 6 triệu, giá nó trong 1/3 thôi. Hai con mới như nhau, anh em đi ra phát thử đảm bảo rất khó để anh em nhận biết được con nào nó khỏe con nào luôn ha. Nếu hai con máy mới hết nha ha, đừng nói chi là hai con máy linh kiện nó giống nhau tới 99% như thế này mà phát một phát mà biết con nào mạnh hơn nào yếu hơn. Anh em như lại thì nói với anh em đó, giờ hai con linh kiện giống như EC, họ không dìm hàng con này thì sao họ bán con kia anh em ha. Nên anh em đó thì quan điểm của Thiện như vậy, thì anh em thấy đúng thì anh em bình luận bên dưới, thấy sai nên mình cứ bình luận bên dưới. Thiện cũng đã có video rẽ máy rồi ha, đúng hay giống hay không giống thì anh em tự nhận xét nha. Và con Hu Thái 553 này á thì chỉ có lăn quanh 4 củ thôi anh em, giá rất là mềm cho anh em nha. Piston 45 ly và linh kiện bên trong nha, họ chưa dám rẻ đâu anh em, nhưng mà Thiện rẻ rồi đó. Piston NI, gen là gen G, bạc đạn là NSK 7 cái nha anh em. Chế hào khí là chế hào khí web pro luôn đó. Và trong máy thì chúng ta sẽ có một canh pha xăng có vòi nè, một ổ cước, một cuộn cước gai, một cái con dao túi đồ nghề, cái này cái bọc cần nó để riêng ở ngoài anh em. Cái máy nhắn cỏ và cái dây đeo ha, dây đeo khuôn hu nha anh em. Đó thì máy này thì Thiện chốt và cho anh Minh ở Cư Mờ Nga Đắk Lắk nha. Rồi thì bơm xăng nóng giật nổ thôi anh em ha, để test thử cho. Con này thì anh khách này đã cọc Thiện 500.000 để đô đa luôn rồi anh em nha. Và ở bên Thiện hiện tại thì Thiện nghĩ là những anh khách anh những anh mà bán máy mà kêu con này nó linh kiện khác thì Thiện chưa dám rẽ máy ra đâu anh em, bởi vì linh kiện nó giống nhau quá mà. Và thời gian tới thì Thiện đã có thông tin là bên Trung Quốc á, họ báo qua là con Hu Thái 553 này đã có đơn vị đặt làm nhái rồi nha anh em. Nên chắc tương lai thì con máy nhái đó về thì họ sẽ rẻ, chứ còn mà hiện tại con hàng đúng hàng này thì họ không dám rẻ đâu anh em ơi. Đã có thông tin là họ làm máy nhái rồi đó anh em. Nổ là con này nổ
như máy cưa luôn nha. Anh em nghe tiếng cái anti nè. Xong luôn em. Khi rô đe thì anh em có thể nha, có thể vặn ra anti cao cao lên một tí để chúng ta rô đe cho nó nhanh. Rồi rô đe xong thì chúng ta giảm về cho nó ok nha. Rồi bây giờ thì anh em nào quan tâm về con Hu Thái 553 này thì có thể liên hệ với số điện thoại góc hướng thiện, hoặc để lại số điện thoại dưới phần bình luận thì sẽ điện trực tiếp cho anh em được tư vấn kỹ hơn về mẫu này để anh em có thông tin nha. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh để thông báo để mỗi lần mà Thiện ra video mới anh em phải biết và xem tham khảo những sản phẩm Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em và xem video tất cả anh em và video tiếp nha.